Vâng, chào mừng anh chị. Hôm nay thì công vừa mới có một vị khách vừa đưa tới cho công một con, đó là lan sen năm. Thì con này là với cái tình trạng đó là nó không đột nóng. Thì đây là một cái lỗi thường xuyên đối với một con máy pha cà phê. Thì khi mà con máy của chúng ta là không nóng thì nó có nhiều vấn đề. Tuy nhiên đối với con lan sen năm này thì nó là bị củ nhiệt anh chị. Tại vì củ nhiệt thì nó là không nóng, và nó sẽ ra một trường hợp nữa, đó là khi chúng ta bật máy lên thì nó bị giật. Bởi vì nguyên tắc của con máy này là khi mà cái đột nóng, cái sợi đột nóng ở trong anh chị, nó bị vỡ ra, nó bị cháy thì nó phải rò điện ra ngoài. Và nguyên tắc rò điện ra ngoài là khi chúng ta cầm lên máy nó bị giật, đó là một điều đương nhiên. Và nếu như anh chị chúng ta sử dụng con máy mà khi chúng ta rờ vào con máy nó bị giật thì chúng ta phải hết sức lưu ý anh chị nhé, hết sức lưu ý. Có rất nhiều trường hợp bị giật nhưng mà có cái lỗi mà máy không nóng này nhưng mà bị giật thì bị cái củ nhiệt rất là cao. Thì về đều đối với cái củ nhiệt với con này thì cũng rất là tốn tiền, và bây giờ công sẽ là thay thế cái củ nhiệt của con máy này. Đây là phần sau của con máy anh chị, công cho chị xem. Con này thì được nhập từ Ý, tuy nhiên thì dùng gần một năm anh chị, con máy này thì gần một năm nhưng mà bị củ nhiệt. Thì đây là một cái trường hợp đầu tiên mà công thấy một con máy của Ý to như thế này. Con máy này tới 55 triệu đấy, mà dùng một năm mà bị củ nhiệt thì đây là một trường hợp hơi lạ. Công cũng thắc mắc rằng là vì sao mà con máy nó như thế này mà nó lại bị củ nhiệt nhanh như vậy. Mặc dù nước nó còn nước cấp trực tiếp vân vân, nhưng mà nó lại chảy củ nhiệt này. Mặc dù con máy này vẫn có cái đồ bảo hộ này, có đầy đủ hết, nhưng mà vẫn chảy củ nhiệt. Thì chúng ta nên xem lại để chúng ta kiểm tra xem con máy này nó thực sự tốt hay không, và công sẽ là để thay của những con máy này. Và anh chị chúng ta cũng chiêm ngưỡng cái phần trong của nó luôn, nó rất là chuẩn rồi nhưng mà không biết vì sao nó lại xảy ra trường hợp như thế này anh chị. Thì đây là một điều đáng tiếc, mà nếu như anh chị chúng ta mua máy pha cà phê thì chúng ta nên tìm kiếm một cái dòng nào nó ổn định, nó được rất nhiều người dùng và ít khi xảy ra những cái trường hợp như thế này để chúng ta mua. Và chúc anh chị chúng ta tìm kiếm một con máy pha cà phê tuyệt vời.